Xin chào các mẹ, tiếp tục đến với kênh chăm sóc mẹ và trẻ em. Hôm nay chăm sóc mẹ và trẻ em sẽ cùng các mẹ đi xem một dòng xe tập đi cho bé, xe tròi chân hình loại cao cấp. Và xe tròn tập đi cho bé thì có thiết kế là rộng rãi và với khung bằng sắt nên rất là chắc chắn, sẽ giúp cho cái xe khỏe mạnh và không bị hỏng nhanh, và bé chị đi được thì vẫn có thể sử dụng cho người em đi được, vì là dòng xe này bằng khung sắt rất là chắc chắn và bền mọi người ạ. Đó, chúng ta mua một lần thì chúng ta dùng rất là lâu dài luôn đấy. Và với dòng xe tròn cao cấp này thì có là cái đệm của nó rất là êm mọi người ạ. Đấy, và có thêm cái bàn để cho bé, để con các mẹ có thể để đồ chơi đến cho con nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau xem một số hình ảnh dòng xe mà shop đang có nha. Đó, dòng xe màu xanh, màu hồng cho bé gái nữa, và có cả màu đen nữa. Điều chỉnh độ cao được 5 chế độ cao thấp khác nhau, tùy chỉnh tùy thuộc vào bé cao bé thấp nên là rất là dễ sử dụng luôn. Và với dòng xe này thì là có thể xoay 360 độ được. Đó, bé xoay chiều nào cũng được luôn, mà xe rất là dễ dàng, bánh rất là bon luôn. Đây là dòng xe cao cấp, các mẹ nhìn thấy nhựa của nó rất là bóng, dòng nhựa này là nhựa rất là tốt luôn, không phải dòng nhựa rẻ tiền dễ hỏng bụi đâu mọi người ạ. Đó, và chúng ta sẽ xem lại một số hình ảnh các mẹ nha. Dòng xe này thì shop đang bán với giá là 329.000, có giao hàng toàn quốc mọi người ạ. Và các mẹ nhớ là nếu chúng ta mua, hay những mẹ nào mà hay dùng Shopee á, thì chúng ta hãy đọc ở mục bình luận video. Mình đã để đường link của Shopee ở mục bình luận video rồi. Các mẹ chỉ cần tích vào đường link ở mục bình luận là chúng ta có thể đặt hàng trên Shopee và sẽ được miễn phí giao hàng hoặc giảm phí giao hàng. Sẽ là rất là ok, tiện lợi luôn. Còn nếu mà chúng ta không biết dùng Shopee thì chúng ta có thể gọi điện về shop để shop hướng dẫn các mẹ cách đặt hàng và mua hàng mọi người nha. Đó, đây, hàng chính hãng và có 3 màu các mẹ có thể lựa chọn. Các mẹ có thể gọi điện về shop để hỏi chúng ta chọn màu nào thì shop sẽ gửi về màu đó cho các mẹ nha. Đó, chúng ta sẽ cùng xem lại video một lần nữa nha. Và bây giờ đây, như mọi người thấy là xe tròn tập đi cho bé dòng cao cấp thì shop đã bán được 3.700 sản phẩm. Và chúng ta có thể mua kèm bộ đồ chơi xúc xắc cho con là 120.000. Đấy, có rất nhiều đồ chơi xúc xắc luôn. Hoặc là chúng ta có thể mua kèm cùng luôn các mẹ ạ. Đấy, giá có màu đen, màu hồng, màu xanh. Đấy, giá là 339.000. Nó có, và chúng ta sẽ cùng kéo xuống để xem những bình luận của các mẹ đã mua của shop rồi mọi người nha. Shop thì ở tại Hà Nội và có giao hàng toàn quốc. Đây là một bình luận của một mẹ này gửi về cho shop cho mọi người này. Đó, đấy rồi. Và đây là một số hình ảnh. Đó, đây là hình ảnh của khách. Xe đẹp chắc chắn, thiết kế khó lật so với dòng xe khác. Dòng xe này xe rất là khó lật. Một số bé thì những dòng xe khác thì có thể bị ngã đấy mọi người ạ. Đó, xe gập rất là gọn luôn, nên mọi người nhìn thấy rất là đẹp luôn. Dòng xe cao cấp, có cả kèm bán ăn cho bé nữa. Này, có tận 3-5 lớp khác nhau để cho các mẹ tùy chỉnh. Mẹ này chụp ảnh rất là có tâm đấy mọi người ạ. Đây, sử dụng xe này rất là lâu dài được các mẹ. Đây, màu xe cute quá luôn, có 5 lớp điều chỉnh chắc chẽ, phù hợp cho nội dung được lâu dài. Đó, điều chỉnh cho bé phù hợp với độ tuổi, vì dòng xe là dòng xe cao cấp bằng sắt luôn, rất là bền luôn các mẹ. Mọi người mua xe này thì có thể dùng cho rất nhiều các cháu khác nhau đấy ạ. Đó, chúng ta sẽ cùng xem màu xanh nhá. Xe đẹp lắm, nhựa cứng cáp, chất liệu tốt. Cái dòng này là dòng nhựa cao cấp, mọi người nhìn thấy là mọi người biết luôn, là nhìn cái nhựa rất là bóng luôn, nhẵn luôn. Đây ạ, đó, đây là một số hình ảnh.
Đây là một số hình ảnh mà khách hàng đã mua gửi về cho shop ở bình luận. Như mẹ nào hay mua hàng trên Shopee thì sẽ biết là chỉ những khách hàng nào được mua hàng trên của shop thì mới được bình luận ở những cái sản phẩm đã mua. Nên đây là hoàn toàn là những hình ảnh thực sự của khách gửi về cho shop. Đó. Rất là dễ thương luôn. Đây. Đấy. Em bé này chắc là mới được 6 tháng chưa? Xe rất là đẹp và xịn sò các mẹ. Xe màu hồng. Xe màu hồng đẹp lắm mọi người ạ. Bé nam, mẹ nào mà có bé gái ấy, thì mua màu hồng về cho con. Màu hồng rất là đẹp luôn. Đó. Và cảm ơn các mẹ đã đón xem video. Các mẹ nhớ đăng ký kênh để nhận những video mới về kênh chăm sóc mẹ và trẻ em, về sức khỏe cũng như là các sản phẩm cho mẹ và bé chất lượng tốt. Và có nhiều mẹ đã tin mua.